Các bạn chuẩn bị hết chưa? Các bạn chuẩn bị hết chưa? Các em đấy tập với lại viết để trước mặt nhìn thầy đi các em. Được chưa? Các bạn nghe thầy nói không? Các bạn ơi. Dạ nghe. Thầy nhắc các bạn, khi thầy Tuấn trao đổi thì các bạn cứ mở mic trao đổi với thầy nha. Dạ nghe thầy ơi. Các em khi nào thầy hỏi thì các em mới mở mic, các em trả lời giùm thầy nha các em nha. Để không gian im lặng quá thầy đỡ các em không nghe gì hết nha các em. Rồi. Các bạn hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em về buổi học đầu tiên của môn quản trị hội nghị hội thảo. Thì môn này gồm có 85 tiết nha các bạn. Các em sẽ có 5 buổi 25 tiết các em học lý thuyết với thầy. Còn các buổi còn lại là các em sẽ thực hành. Hôm nay ba lớp trưởng có đi học không các em? Ba lớp trưởng của ba lớp có mặt không em? Đây bạn lớp trưởng của 35, 36, 38 thầy hỏi. Dạ có lớp 35 thầy. 36, 38 vô chưa? 36, 38 lớp phó có không em? Rồi, bây giờ để thuận tiện cho môn học đó các bạn, thì các em ghi tên, số điện thoại và địa chỉ mail của thầy. Thì sau buổi học ngày hôm nay á, ba lớp trưởng làm ơn gọi điện thoại và kết bạn với thầy để thầy cho mình trao đổi nhau bằng Zalo. Với lại các em gửi cái địa chỉ các em địa chỉ mail của các em á qua mail của mấy thầy để thầy gửi tài liệu các em học. Rồi các bạn ghi giùm thầy. Thầy tên là Hồ Văn Tuấn nha các bạn. Hồ Văn Tuấn. Số điện thoại di động của thầy là 0908 446 119. Rồi, địa chỉ mail của thầy Văn Tuấn viết thường nha các em. Chấm du lịch Sài Gòn viết tắt. A vòng gmail.com. Các bạn ghi kịp không ạ? Lớp trưởng 35 ghi kịp không em? Dạ kịp thầy. 35 đọc là giùm thầy đi các em. À, số điện thoại là 0908 446 119. Địa chỉ mail. Dạ, Văn Tuấn viết thường chấm du lịch Sài Gòn viết tắt @gmail.com. Rồi cảm ơn em. Nghĩa là sau học hôm nay là ba lớp trưởng sẽ gửi địa chỉ mail của các bạn qua mail của thầy để thầy gửi tài liệu. Rồi em sẽ gửi các bạn trong lớp. Buổi sau mình có tài liệu mình học mới được nha các bạn nha. Và thứ hai nữa là ba lớp trưởng sẽ gọi điện thoại và kết bạn với thầy để thầy cho mình trao đổi nhau bằng Zalo nha các em. Rồi. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em bài thứ nhất.
Các em cố gắng thầy hỏi thì cố gắng trả lời giùm thầy nha, đừng để không gian im lặng nha các bạn. Bạn nào biết thì cứ mở cái microphone của bạn để các bạn trả lời. Các em thấy hiện giờ các em đi, có một số bạn đang đi làm và một số bạn cũng đã từng thưởng thức các loại tiệc trong nhà hàng rồi. Vậy thì đố các bạn, hiện giờ ở nước mình là thịnh hành nhất là các loại tiệc nào các bạn? Các em thấy các nhà hàng khách sạn đó là người ta buffet hay buffet? Giỏi. Ngoài tiệc buffet ra còn tiệc gì nữa em? Hội nghị. Hội nghị là phòng họp. Rồi, hội nghị. Còn tiệc gì nữa ạ? Tiệc trà. Tiệc trà. Dạ. Tiệc gì nữa em? Tiệc cưới. Tiệc cưới. Tiệc gì nữa ạ? Dạ hết rồi. Hết rồi. Rồi. Các em xong tiệc buffet, tiệc cưới, tiệc trà, phòng họp. Còn những tiệc nữa thầy hướng dẫn các bạn. Các em đi dùng tiệc buffet chưa ạ? À? Các bạn ở trong lớp ăn thưởng thức tiệc buffet rồi. Được rồi thầy. Em ăn rồi. Dạ. Bạn thưởng thức tiệc buffet ở nhà hàng nào em? Dạ em thời đó là em làm á thầy. Ở resort. Resort. Dạ. Resort nào bạn? Resort Bến Tre. À, đi sọc Bến Tre. Yeah. Các em thấy ưu điểm của tiệm buffet là gì các bạn? Gọn, tiện lợi. Gọn, tiện lợi. Ngoài ra còn gì nữa không em? Thoải mái, không gì thoải mái. Không gian thoải mái. Còn gì nữa em? Nhiều món ăn thầy. Nhiều món ăn, đúng rồi, giỏi lắm em. Còn gì nữa? Tự do đi lại. Tự do đi lại. Để trao đổi với nhau, đúng không em? Để tha hồ lựa chọn món ăn. Cảm ơn các bạn. Vậy thì khi mà các em quyết định vào một nhà hàng tiệc buffet, các em mua vé vào để các em thưởng thức, thì đầu tiên các em phải coi về coi cái buffet có nhiều món ăn hay không. Về tiêu chuẩn của một khách sạn 3, 4 và 5 sao đó các em, là buffet sáng phải từ 30 món trở lên và buffet trưa phải từ 40 món trở lên và buffet tối phải từ 50 món trở lên. Đó là tiêu chuẩn bắt buộc. Vậy thì các em thấy trong những khách sạn 3, 4, 5 sao đó khách sạn nào cũng phải có tiệc buffet. Đó là tiêu chí, một trong những tiêu chí để nâng sao của bên du lịch thành phố. Nếu mà nhà hàng các em 3 sao, khách sạn các em 3 sao mà các bạn không có tiệc buffet là chưa đủ tiêu chí để người ta xét nâng sao các bạn. Tiệc buffet để làm gì? Để là phục vụ cho khách ở phòng ăn sáng, bao gồm chung với lại là giá tiền phòng. Bây giờ nếu mà thầy yêu cầu các bạn, thầy cho mình sẽ thực hành tiệc buffet tối 50 món trở lên, thì bây giờ thầy yêu cầu các em là xây dựng cho thầy một cấu trúc menu tiệc buffet gồm 50 món ăn trở lên. Các bạn làm được không? Hả các em? Các em làm cho thầy một cái menu 50 món ăn trở lên buffet tối. Các bạn làm được không ạ? À? Trả lời đi các em, làm được không các em?
Dạ thầy ơi. Ơi. Có cái trong có cái danh sách các bạn tham gia, thầy thầy cứ bật lên thầy kêu tên một bạn nào đó trả lời đi thầy. Nếu mà bạn đó ba lần không có mặt thì em sẽ đánh bạn vắng ngày hôm nay nha thầy. Rồi. Bạn Hào có mặt không ạ? À? Có thầy ơi. Hào làm cho thầy một cái menu 50 món ăn trở lên là được không Hào? Thầy gọi bạn Hào nào vậy thầy? Châu Anh Hào. Dạ có thầy. Rồi, Châu Anh Hào làm được không? Dạ được. Được, giỏi quá ta. Có 50 món ăn trở lên. Em liệt kê thêm một số món tượng trưng đi em. Ừ, nó có chỉ là 4 nhóm á. 4 nhóm. Nhóm nhất là nhóm gì? Dạ salad tổng hợp, rau củ luộc, đồ chua các loại, salad trộn. À, bạn Hào có tài liệu rồi đúng không ạ? À? Dạ, dạ có rồi. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Hào, khi mà mình xây dựng một cấu trúc menu tiệc buffet đó các bạn, thì các em là 50 món ăn trở lên, thì các em chưa học thì rất là khó cho các em để các em xây dựng cái menu 50 món ăn trở lên. Thì bây giờ các em không thể nào mà trong một live buffet các em đặt ở đây là món salad, kế bên là món gỏi, kế bên là món cơm chiên, thì rất khó cho bếp người ta set up trên live buffet. Và đặc biệt nữa là rất là khó cho khách hàng để lấy tiệm buffet. Vậy thì bây giờ thầy sẽ đưa 50 món ăn này vào ít nhất 11 khu vực sau đây. Thầy dùng từ ít nhất nghe các bạn nha. Có những khách sạn làm 13, 14 khu vực. Có những khách sạn làm 9, 10 khu vực. Nhưng mà thầy lấy cái chuẩn nhất là 11 khu vực sau đây. Rồi. Bây giờ trước khi vào nội dung của bài học, thầy mời các em xem trước về phần lịch sử ra đời của tiệc buffet. Thì các em thấy là mỗi phần, mỗi một cái tiệc là các bạn học là các em phải nắm được cái lịch sử ra đời của tiệc đó. Vậy thì đố các em là theo các bạn, tiệc buffet là xuất xứ từ quốc gia nào đầu tiên trên thế giới các bạn? Các em cứ mạnh dạn phát biểu với các em, sai thì sửa. Dạ nước Pháp thầy. Nước Pháp. Tại sao bạn biết về nước Pháp bạn? Em tra trên Google. Em tra Google, nước Pháp. Rồi, cảm ơn em. Chưa có quốc gia nào thầy ơi. Hả? Chưa có quốc gia nào hết thầy ơi. Chưa có quốc gia nào đầu tiên hết thầy. Chưa có quốc gia nào phải không em? Hay là Thụy Điển. Thụy Điển. Còn quốc gia nào nữa các bạn? Nam Mỹ. Nam Mỹ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hiện giờ các bạn là người ta cũng chưa xác định chắc chắn là quốc gia nào đầu tiên. Nhưng mà người ta nghiêng rất nhiều về bên quốc gia Pháp các bạn. Bởi vì Pháp là cái nôi ẩm thực của thế giới. Tại sao tiệc buffet ra đời? Bởi vì dưới đây các bạn, dưới đây là tiệc set menu ra đời đầu tiên. Thì các em thấy set menu, các em học FB, các em biết rồi. Các em thấy trong những cái hàng mà phục vụ tiệc cưới, cái món ăn của nó gọi là set menu. Thì khi mà người ta phục vụ về tiệc set menu, thì mỗi bàn phải có một nhân viên đứng phục vụ. Cho nên về chi phí nhân sự rất là cao, giảm bớt chi phí tiền lời.
cho nên người ta mới suy nghĩ ra tại sao mình không lấy hết tất cả thức ăn, thức ăn lên một live buffet để khách tự phục vụ. Lúc này mình sẽ giảm bớt cái chi phí của tiệc. Đó là lý do tại sao là tiệc buffet ra đời. Nha các bạn nha. Vậy thì theo các em, giữa tiệc set menu và tiệc buffet, tiệc nào đẳng cấp hơn? Buffet. Tại sao em nói buffet đẳng cấp hơn? Em phân tích giùm thầy đi. Dạ là món ăn là mình tự chọn. Món ăn tự chọn. Còn không gian nó không kiểu như không gò bó rồi. Không gian nó thoải mái đúng không em? Dạ đúng rồi. Còn gì nữa à? Dạ để em suy nghĩ em nhé. À, cảm ơn bạn. Hồi nãy có một bạn nói về tiệc set menu đẳng cấp hơn đó em cho thầy biết cái suy nghĩ của em tại sao em nói tiệc set menu đẳng cấp hơn. Set menu muốn ăn món nào chọn món đó. Thích món nào chọn món đó, giỏi lắm em. Còn gì nữa? Không gian sẽ sang trọng hơn nên là sẽ đẳng cấp hơn. Không gian sang trọng hơn. Còn gì nữa em? Còn gì nữa không các bạn? Rồi thì cảm ơn hai bạn rất nhiều. Bây giờ thầy phân tích nha. Bạn đầu tiên nói là tiệc buffet là mình lựa chọn, mình được tha hồ lựa chọn món ăn. Nhưng mà các món ăn đó là các em phải bắt buộc, chứ các em chưa chắc đã có món mình ưa thích. Người ta sẽ đắp những cái món nào trên cái live buffet đó em thích, em thưởng thức, nhưng mà chưa chắc đã có món em thiệt hay thích. Còn khi em đặt set menu thì món nào thiệt thích thì các em cứ đặt để nhà bếp làm cho các bạn. Đó là yếu tố thứ nhất. Hai bạn đều nói không gian đều là thoáng mát, rộng rãi. Thì nói với em là tiệc nào cũng vậy, không gian rất là rộng rãi. Nhưng mà ở đây người ta sẽ so sánh là gì các em? Giữa không gian của buổi tiệc là gì? Các em thấy tiệc buffet rất ồn ào, chỉ dành cho các mà buổi tiệc cho group. Còn nếu mà khách mà người ta muốn không gian yên tĩnh thì bắt buộc người ta phải dùng tiệc set menu. Thứ ba nữa là gì? Các bạn thấy tiệc buffet là các em phải tự phục vụ, còn set menu là các em được phục vụ. Nhà hàng sẽ phục vụ trình tự món ăn cho các bạn, từ món khai vị cho đến món tráng miệng. Thứ tư nữa là gì? Các em thấy tiệc set menu, món ăn được trang trí rất là đẹp, rất là cầu kỳ, hấp dẫn người ăn hơn. Còn tiệc buffet là các em thấy là người ta không có trang trí đẹp bằng tiệc buffet, tiệc set menu. Thứ năm nữa là gì? Các em thấy tiệc buffet là không có thuận lợi cho những người ngồi xe lăn. Người ta đi di chuyển lấy thức ăn rất là khó, cho nên bắt buộc phải dùng là set menu. Đó là năm yếu tố để phân tích là gì để người ta đánh giá được tiệc set menu là đẳng cấp hơn tiệc buffet. Set menu là người ta sẽ dành cho đó lượng khách từ khá trở lên, và buffet là dành cho đó lượng khách từ khá trở xuống. Các em nắm bài được không ạ? Được không các em? Dạ được ạ. Rồi cảm ơn các bạn. Chỗ nào không hiểu thì các em nói thầy ngưng lại, thầy giảng lại các em nha. Không có âm thầm chịu đựng nha các bạn. Các em khi mà các em học môn quản trị tiền này các bạn, thì các em sẽ có ba cột điểm. Cột điểm thứ nhất là cột điểm thường xuyên. Thường xuyên thầy sẽ chấm các em về thái độ học tập của các em trong lớp. Thứ hai nữa là các em lên bảng để các em làm bài, các em lấy điểm thường xuyên.
Còn điểm định kỳ là các em sẽ thi thực hành đóng scripting. Scripting. Khi mà thực hành đó, thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn 5 kiểu. Còn thứ ba là thi kết thúc môn, là các em thi lý thuyết với lại khoa nha các bạn nha. Cho nên là 5 buổi học lý thuyết này cực kỳ quan trọng để các em thi kết thúc môn. Các em cố gắng tiếp thu bài giùm thầy. Thầy sẽ gửi tài liệu cho lớp trưởng và lớp trưởng sẽ gửi lại cho các bạn. Để buổi sau nữa là học là các em sẽ có tài liệu để thầy chồng học nó dễ hơn nha các bạn nha. Rồi. Bây giờ thầy trò mình sẽ vào môn học các bạn. Dạ sao rồi thầy ơi? Cái màn hình nó bị gì sao học chứ đông? Vậy thầy mở lại hả con? Dạ thầy cứ mở thì xe lại bình thường thôi, không có gì hết thầy. Thầy mở lại thì xe lại phải không? Dạ dạ dạ. Được chưa thầy? Đợi thầy chút xíu em. Dạ dạ. Rồi, thấy chưa đông? Dạ thấy thầy. Dạ, thầy chuyển slide coi nó có chạy slide không thầy? Dạ thấy thầy, dạ thấy thầy rồi. Rồi. Các bạn thấy rồi, thầy nhắc lại cái giảng mà. Dạ thầy nhắc các bạn không vẽ lên màn hình của giảng viên nha. Các bạn thấy slide mà giảng cho các em. Dạ rồi thầy. Rồi thầy mời các em chép bài nha. Thầy sẽ hướng dẫn các em. Thì thứ nhất là tìm buffet về mục tiêu và nội dung bài học, thầy sẽ gửi tài liệu của bạn. Bây giờ mình sẽ vào nội dung chính nha các em. Rồi, nội dung đầu tiên là khái niệm của tiệc buffet, lịch sử ra đời. Thì các bạn chép vào cũng được, hay là các em đọc để các em nhớ, tùy các bạn. Thầy mời các em.
Rồi tiếp các bạn nha. Xong rồi. Dạ dạ em nghe thầy. Xong thấy cái màn hình nó cứ đổi, nó cứ nổi cái màn hình là dismiss meeting á, in it begin recorded á, sao mình tắt đi hả em? Dạ thầy bấm ok rồi, nó không có gì á. Cái đó là tại em record bên máy chủ thầy. Không, nó không ok, nó thì chỉ có hai cái là một là got it, hai là leave meeting thôi, bấm vô chỗ nào. Got meet thầy, got meet. Rồi cảm ơn em. Dạ dạ. Rồi. Tiếp các bạn nha. Bây giờ mình sẽ vào cấu trúc menu của tiệc buffet. Mà các em chép bài với ông thầy. Thức ăn phong phú được sắp xếp ít nhất theo 11 khu vực sau đây. Các em gạch đích giùm thầy ít nhất 11 khu vực. Rồi, các bạn vào khu vực thứ nhất, các em chép bài, thầy sẽ hướng dẫn các bạn. Khu vực 1, xà lách. Xà lách gồm 4 nhóm ăn sau đây các bạn. Nhóm 1, xà lách tổng hợp, fat mix xà lách. Nhóm 2, rau củ luộc, boy mix vegetable. Nhóm 3, đồ chua các loại, pico vegetable. Nhóm 4, salad chọn mix salad. Các em chép bài thầy hướng dẫn.
Chép xong chưa các em? Rồi bạn Diễm Hương 27N35, em giơ tay phát biểu gì? Chép xong chưa Hương ơi? Dạ thầy ơi, lớp N15 bữa trước học rồi đó thầy. À cái này bữa thầy có, cái này là lớp 15 thì thầy có nói lại với lại lớp trưởng là bạn Mẫn rồi á. Thì hai bữa này là lớp mình cứ theo học nắm lại bài giảng của hai bữa đầu giùm thầy ha. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Rồi các bạn, đây là khu vực 1 slide thầy phân tích các bạn xem nha. Bây giờ khu vực này nó sẽ gồm 4 nhóm. Mỗi nhóm các bạn cho thầy 2 món. Nhóm 1 slide tổng hợp. Các em thấy trên màn hình đó các bạn, trong nhà khách sạn người ta bày rất nhiều loại xà lách đặt lên một cái bồn đá. Các em thấy bao gồm là đậu que nè, cà rốt nè, xà lách nè, dưa leo, cà chua, củ dền, bông cải xanh. Xung quanh là mấy chục loại nước sốt. Khách nào ăn xà lách nào hoặc thích dùng nước sốt nào là tự phục vụ. Vậy thầy hỏi các bạn, ở nhà thường các em sẽ dùng dầu giấm, dùng xà lách gì để các em ăn chung với lại sốt dầu giấm? Bạn nào cho thầy biết? Nguyễn Thị Anh Thi, ở nhà thường xà lách gì trộn dầu giấm em? Dạ xà lách son nè. Xà lách son giỏi. Màu mất cái gì ạ? Gì nữa? Dạ hết rồi. Hết rồi. Còn bạn nào bổ sung thêm cho thầy không? Nguyễn Thị Quế Trân. Quế Trân có dạ thầy em? Dạ thầy. Ở nhà thường em ăn xà lách gì trộn dầu giấm? Thầy là xà lách trộn trứng. Trộn trứng giỏi. Gì nữa? Thầy là rau càng cua trộn trứng. Quá giỏi. Còn gì nữa không em? Thường mấy cái cà chua đó thầy. Cà chua mít lại. Rồi. Cảm ơn các bạn. Thầy chỉ yêu cầu là mỗi nhóm em cho thầy 2 món. Thầy không có cần các em nhiều quá giống như trong nhà hàng khách sạn. Ở đây thầy chỉ cần yêu cầu các bạn cho thầy 2 món nha các bạn nha. Một là các em xà lách son hoặc rau cần cua, hay là xà lách dưa leo, cà chua em trộn với lại là em sắc trứng luộc lên và em trộn với lại dầu giấm hoặc là trộn với lại sốt marinade. Đó là hai loại sốt mà ở nhà các em thường sử dụng nhất. Còn nếu mà thực sự các em vào nhà hàng khách sạn đó là nó đến cầu phải 80 mấy loại sốt, rất là nhiều nha các em nha. Các em đừng bao giờ nghĩ là món ăn ở nhà mình nó khác ở trong khách sạn. Thầy nói các em là món ăn thì nó cũng giống thôi các bạn, nhưng mà nó khác chỗ nào? Nó khác ở không gian nhà hàng, nó khác về trang thiết bị, nó khác về trong nhà hàng các em sẽ có người phục vụ. Và các em thấy về tay nghề của bếp thì lúc nào người ta chế biến ăn cũng ngon ở nhà mình làm, nhưng mà thức ăn nó không thay đổi nha các bạn nha, nó cũng giống như nhà mình. Chứ các em đừng có nói
món ăn ở nhà mình khác hoàn toàn với trong khách sạn nhà hàng, không có nha các em. Rồi, đó là nhóm 1, xà lách trộn dầu giấm. Bây giờ thầy trò mình sẽ qua nhóm 2, rau củ luộc. Bạn nào có thể cho thầy hai món rau củ luộc nào ở nhà các em thường sử dụng nhất, chấm với lại nước sốt gì? Trần Phương Linh. Dạ thầy, là rau, là rau muống luộc. Rau muống luộc. Gì dạ. Nữa? Rau mồng tơi luộc. Rau mồng tơi luộc. Dạ. Gì nữa? Hết biết thầy. Hết biết. Bạn nào bổ sung giùm thầy? Dạ em. Mời em. Dạ cà rốt luộc. Cà rốt luộc. Cải ngọt. Cải ngọt, giỏi. Gì nữa? Bông bí. Quá giỏi. Gì nữa? Đậu bắp. Đậu bắp. Gì nữa? Bắp luộc hay? Bắp luộc. Dạ. Rồi, mấy loại thực phẩm này thường là các em sử dụng gì? Dạ hay. Thường là mấy món rau này khi mà nhà em hấp là luộc lên thì chấm với lại nước sốt gì? Dạ, chấm với nước tương thầy. Nước tương. Gì nữa? Dạ. Hết rồi. Đó. Chấm với chao thầy. Chao. Cảm ơn các bạn. Các em thấy trên màn hình đó các bạn. Hôm nay bếp sẽ mời khách hàng dùng hai món. Đó là cải thì và bông cải xanh. Chấm với lại là sốt chao. Các em hồi nãy bạn nữ đầu tiên nói là có hai món là rau muống và rau mồng tơi. Cái đó em làm cũng không ai nói các em sai. Nhưng mà hai món rau này thường là người ta sẽ dùng cho món cơm gia đình nha các bạn nha. Cơm gia đình. Còn trong khách sạn thì người ta, các em sẽ cho thì hai loại rau nữa, các loại rau khác như rau như là bạn nam nãy nói đó. Như là bắp cải, cà rốt. Đậu bắp. Đó là các món rất là ngon nha các bạn nha, phù hợp với lại khi mà các em phục vụ trong tiệc buffet. Thì hôm nay thì cho là bếp sẽ mời các khách dùng là hai món rau này. Thì ngày mai bếp sẽ thay đổi hai món rau khác nha các em. Mỗi ngày là mỗi thay đổi để khách không có bị nhàm chán, không có bị ngán món ăn nha các em. Rồi, nhóm thứ ba, đồ chua các loại. Tiếng Anh nó gọi là pickle vegetable. Bạn nào cho thầy hai món đồ chua mà ở nhà các em thường sử dụng? Nguyễn Thị Anh Thi. Dạ thưa thầy, là cải chua. Cải chua, dưa chua. Giỏi. Dạ hết rồi. Hết rồi. Rồi, cảm ơn em. Thì các bạn sẽ dùng, mời khách dùng là cải chua, đồ chua, kim chi, củ hành, củ tỏi hoặc là dưa leo chuột đó các bạn. Đó là những món mà các em sẽ mời khách thưởng thức trong tiệc buffet. Về nhóm thứ tư, gỏi. Đây là món gỏi Việt Nam đó các bạn.
Các em thấy ở Việt Nam mình rất nhiều gỏi đúng không ạ? Thì hôm nay thầy hướng dẫn các em chủ đề thì buffet là hải sản. Thì các em khi mà các em đưa món ăn vào, các em lựa những món nào nghiêng về hải sản. Hải sản giống như gỏi gì các bạn? Trần Phương Tinh, gỏi gì hải sản em? Dạ. Linh thường ăn món gỏi gì mà có hải sản trong đó em? Dạ chua ngọt. Hả? Gỏi gì? Dạ chua ngọt. Chua ngọt là gì? Là món gì gỏi chua ngọt em? Chua ngọt là nước sốt với nó thôi. À. Rồi thầy cảm ơn Linh nha. Dạ. Lê Thị Kim Lành, Lành cho thầy hai lời gỏi hải sản đi em. Dạ. Gỏi có sen trong thịt. Giỏi, gì nữa? Gỏi sứa. Giỏi. Còn rất nhiều đúng không ạ? Thì trong bài học hôm nay thầy chỉ yêu cầu các bạn là mỗi nhóm cho thầy hai món. Vậy thì đố các em là ở khu vực select này gồm bao nhiêu nhóm món và bao nhiêu món ăn? Khu vực select gồm bao nhiêu nhóm và gồm bao nhiêu món ăn? Bạn nào trả lời giùm thầy? Duy Khương. Dạ thầy, khu vực salad có 4 nhóm. 8... Giỏi. Bao nhiêu món? Dạ 8 món. Quá tuyệt vời. Vậy thì các em phân biệt được nhóm và món chưa ạ? À? Được chưa các bạn? Dạ thầy. Rồi. Vậy là thầy nhắc lại. Khu vực thứ nhất salad gồm 4 nhóm và 8 món ăn. Thực sự là trong phạm vi bài học thầy chỉ cho các em là 8 món. Nhưng mà nếu ở trong khách sạn nhà hàng là nó còn mười mấy 20 món. Nghe các em nha. Nhưng ở trong bài học thầy giới hạn các em là 8 món. Để mai mốt các em làm bài cho dễ. Rồi. Khu vực thứ nhất này. Có bạn nào còn hỏi thầy gì nữa không? Trước khi qua khu vực thứ hai. Hỏi đi các em, không hiểu thì hỏi chứ thầy giảng lại. Thầy ơi, kim chưa có được liền thầy. Hỏi đi các bạn. Dạ thầy ơi, kim chi có được liệt vào là đồ chua không? Thầy cảm ơn các bạn. Kim chi là thực sự là món của Hàn Quốc. Nhưng mà mặc dù là cái lý thuyết là đây là buffet hải sản. Nhưng mà chắc chắn là trong buffet hải sản là không đủ những nhóm. Cho nên là bắt buộc là mình phải bổ sung thêm một số món ở ngoài của các quốc gia khác. Nha các bạn nha. Thầy cảm ơn em rất nhiều. Vậy thì mốt các em đi thi hoặc các em đi làm ở ngoài xã hội thì người ta yêu cầu các bạn xây dựng cho một cấu trúc menu tiệc buffet chủ đề là món ăn Việt Nam hay là buffet Asia
hay là buffet của người châu Âu, thì các em vẫn dựa vào ít nhất 11 khu vực này, và các em dựa vào từng nhóm trong từng khu vực để các em cung cấp món ăn cho nó phù hợp với lại chủ đề tiệc buffet. Các em vẫn giữ 11 khu vực này nha các bạn nha. Rồi, còn bạn nào có ý kiến gì nữa không ạ? Hỏi đi các em. Trần Anh Thư. Thư có gì hỏi thầy không em? Dạ không thầy. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Bây giờ thầy mời các em tiếp tục vào khu vực thứ hai. Thầy ơi, các bạn Nguyễn Thị Thu Thảo 27N36, bạn có giơ tay phát biểu. Rồi, Thảo có hỏi với thầy không em? Dạ thưa thầy là không mà, tại vì hồi nãy câu hỏi cũ em giơ tay phát biểu mà thầy không có kêu ạ. Rồi, rồi, thầy xin lỗi với em. Dạ, không sao ạ. Rồi, rồi, cảm ơn bạn. Rồi, thầy mời các em vào khu vực thứ hai. Thêm vị. Các em chép bài thì hướng dẫn. Khu vực thứ hai khai vị gồm 7 nhóm.
Rồi. Bây giờ thầy phân tích các bạn xem nha. Đây các bạn, khu vực thứ hai khai vị appetizer. Nhóm 1 gồm hải sản lạnh. Nó gọi là seafood on ice. Nhóm này đó các em là bắt buộc phải có trong khách sạn 4 và 5 sao. Các em nhìn lên màn hình. Các em thấy hải sản, tôm sú, luộc hoặc hấp lên, không ăn liền. Mà các em để nguội, sau đó các em cất vào tủ mát, hoặc là các em để lên bồn đá. Sau đó các em mới thưởng thức. Vậy thì đố các bạn, tại sao hải sản các em hấp và luộc còn nóng không chấm muối tiêu chanh ăn liền, mà phải để lạnh rồi sau đó các em mới thưởng thức? Mục đích để làm gì các bạn? Mục đích làm gì các em? Có bạn nào đã từng thưởng thức hải sản lạnh chưa các bạn? Chưa thầy ơi. Chưa. Bạn Trịnh Thanh Lợi. Trịnh Thanh Lợi. Dạ em nghe thầy. Lợi thưởng thức hải sản lạnh chưa em? Dạ em chưa. Chưa. Bùi Minh Mẫn. Mẫn có mặt không ạ? Dạ em chưa rồi ơi. Chưa. Rồi, cảm ơn các bạn. Vậy thì các em thấy là tại sao người ta phải để lạnh, người ta mới thưởng thức? Khi mà các em hải sản mà các bạn hấp hay luộc, các bạn để nguội, sau đó các bạn để làm lạnh và các em lấy ra khoảng 1 tiếng, 2 tiếng hồi sau. Các bạn lấy ra các bạn không cần phải hâm nóng và các em thưởng thức. Thì lúc này các em mới ăn hải sản các bạn đó, thấy nó tăng độ ngọt hơn nữa và nó giòn và nó dai, rất là ngon. Nhưng mà đặc biệt các bạn, đây là văn hóa ẩm thực ăn hải sản của người phương Tây. Nó không có giống người châu Á mình luộc nóng hổi ăn liền, mà người phương Tây người ta sẽ để hơi lạnh chút xíu và người ta mới thưởng thức. Mặc dù là nó hơi khó ăn đối với người châu Á mình, nhưng mà cái đó là người phương Tây, đó là văn hóa người ta. Thì để người ta ăn hải sản lạnh này để làm gì? Để người ta uống chung với lại là rượu vang gì các bạn? Khi các bạn thưởng thức hải sản thì các bạn sẽ dùng với rượu vang gì? Dạ rượu vang trắng này. Vang trắng. Ngoài vang trắng ra còn rượu vang gì nữa không em? Vang đỏ. Không. Vang đỏ là dùng cho thịt đỏ. Khách người ta sẽ thưởng thức hải sản với lại là vang trắng hoặc vang hồng hay là vang sủi bọt nha các bạn nha. Hay là vang sủi bọt. À, lớp các em các bạn học lớp các bạn các em học FB các em biết rồi đó, thì các em sẽ thưởng thức trong ba nhóm rượu vang này. Vậy thì thầy hỏi các em, mỗi một nhóm món ăn
là bếp làm sao phải setup chung nước sốt với lại nhóm món ăn đó cho nó phù hợp. Vậy thì theo các em, nếu mà hải sản lạnh này thì bếp sẽ setup loại nước sốt gì cho nó phù hợp với lại món ăn? Đây là văn hóa của người phương Tây. Các em biết là người phương Tây là người ta không ăn ớt nha. Thứ nhất, không ăn bột ngọt. Đó là hai cái nguyên liệu mà người ta không bao giờ đụng đến. Vậy thì ngoài hai người ra, để các em bố trí những loại nước sốt nào nữa cho nó phù hợp. Dạ, muối tiêu chanh. Muối tiêu chanh, giỏi. Gì nữa em? Dạ, wasabi. À, wasabi đúng không em? Dạ, đúng rồi. Rồi, còn gì nữa? Còn nước sốt gì mà để các em ăn kèm với hai sáng lạnh này để nhiều khi chống cái trường hợp mà bị sình bụng? Mù tạt. Còn gì nữa? Dạ, nước tương. Nước tương. Còn gì nữa? Rồi, các bạn nhớ những loại nước sốt của từng nhóm món ăn để em mốt các em làm bài cho nó dễ nha. Và đi làm để các em setup cho nó biết mà các em setup. Thứ nhất là các em sẽ có muối, tiêu và chanh. Thứ hai là các em sẽ có wasabi. Hồi nãy bạn Nam phát biểu thêm một cái là mù tạt. Vậy thì các bạn phân biệt giùm thầy giữa wasabi và mù tạt nó khác nhau chỗ nào? Mù tạt nó nồng hơn thầy. Mù tạt nó nồng hơn. Còn gì nữa không em? Còn gì nữa không bạn? Dạ không thầy. Rồi. Các bạn, wasabi nó được làm từ hạt của cây, nó làm từ củ của cây wasabi. Trước đây 2 năm về trước các bạn, ở Việt Nam mình không có cái nguyên liệu wasabi này mà mình phải nhập từ nước ngoài về. Nhưng mà hiện giờ Đà Lạt đã trồng được đó bạn. Các em chỉ sử dụng được củ. Thì khi mà các em muốn mua wasabi, nó làm bằng dạng bột nhuyễn màu ngà vàng. Các em vào những cái siêu thị Cupmart nó bán rất là nhiều. Bán được rất là nhiều. Thì các em hỏi những cô nhân viên mà wasabi bán ở đâu thì người ta sẽ chỉ các em mua. Và khi các bạn mua về, các em sẽ trộn với lại nước sôi ấm để nguội. Sau đó các em trang trí vào một khối thủy tinh. Cách ăn sẽ múc một muỗng wasabi, hòa tan với lại nước tương. Nước tương này nước tương Nhật các bạn nha, chứ không phải nước tương Việt Nam mình. Thì các em nước tương Nhật đó, cái nét khác ở nước tương Việt mình chỗ nào? Cái màu nó đậm hơn các bạn. Và khi các bạn ăn vào, trong cuốn họng các em có vị ngọt. Đó là cái mùi vị của nước tương Nhật. Thì khi mà các em ăn hải sản, các em dùng chung với lại wasabi nước tương Nhật, hoặc là các em ăn sushi, các em cũng sử dụng hai loại nước sốt này nha các bạn nha. Còn nếu mà bạn nào ăn nặng đô hơn thì các em mua những cái chip wasabi màu xanh ở ngoài cửa hàng, nó bán khoảng chừng 30-35 ngàn một chip. Cái nồng độ nặng hay nhẹ nó để ngoài cái vỏ bao bì, thì các em căn cứ vào nồng độ để các em mua để nó thích hợp với lại sở trường của bạn ăn. Thì khi mà các em dùng wasabi, nó chống các em về ẩm cúm, thông mũi, và đặc biệt là nó hạn chế tối đa để các em bị sình bụng nha các bạn nha. Vậy thì wasabi là các bạn dùng cho hải sản sống hoặc chín hoặc lạnh. Còn mù tạt là nó được làm từ hạt bông cải xanh.
khi mà các em vào quán bò bistec đó, phục vụ sẽ setup cho các em là tương cà, tương ớt và một hũ mù tạt vàng tròn của Úc. Mù tạt thì nồng độ nó nhẹ các bạn, nó chỉ chuyên trị về các loại thịt đỏ chứ không dùng cho hải sản nha các bạn nha. Ngoài muối, tiêu, chanh, wasabi, nước tương Nhật, các em bổ sung dùm thầy là sốt marinade và gừng non. Gừng non các bạn nha, để ăn vào cái ấm bụng. Rồi, đó là thầy hướng dẫn các em về nhóm 1 hải sản lạnh gồm 2 món. Bạn nào cho thầy 2 món, ví dụ như món gì các bạn? Nguyễn dạ, tôm. Món gì em? Dạ tôm sú thầy. Tôm sú, gì nữa? Gì nữa không em? Dạ hào. Hào. Giỏi lắm em. Rất là nhiều món đúng mà. Tùy theo giá tiền tiệc buffet. Nếu mà giá tiền thấp thì các em lấy lâm sú hoặc hào. Còn nếu cao hơn nữa là mình sẽ có là gì các em? Cá ngừ nè, cá hồi nè, ốc hương nè. Rất là nhiều, đúng không ạ? Ở đây là thầy hướng dẫn cho thầy, yêu cầu các em cho thầy 2 món. Về nhóm thứ hai, hải sản hấp. Hấp hoặc nóng là các em sẽ thưởng thức liền. Mà sẽ nóng này nó phù hợp với lại văn hóa người châu Á mình. Thì khi mà ở nhà các em ăn hải sản hấp là các em ăn chung với lại nước sốt gì các bạn? Muối ớt xanh. Muối ớt xanh, giỏi. Gì nữa? Muối tiêu. Muối tiêu, gì nữa? Còn gì nữa không em? Các em vẫn giữ nguyên nước, các loại nước sốt của hải sản lạnh, nhưng mà bác các em bổ sung thêm là muối ớt xanh và thêm một cái này các em là ớt bằm để các em trộn với lại muối chi chanh nha các bạn nha. Rồi thầy sẽ tiếp tục qua nhóm thứ 3. Em đợi đây chút xíu các bạn. Các em qua nhóm thứ 3. Bánh bột Việt Nam. Các em thấy ở Việt Nam mình có những lọt bánh bột nào truyền thống các bạn? Bánh chưng này. Bánh chưng. Bánh chưng là chỉ dùng cho các sự kiện ngày Tết thôi các bạn. Còn trong tiệm buffet là thường là người ta sẽ không set up các bạn nha. Người ta cho sử dụng cho ngày Tết cổ truyền. Ngoài ra còn bánh gì nữa không các em?
xèo. Bánh mì. Hả? Bánh xèo. Bánh xèo. Gì nữa? Bánh bột lọc này. Bánh bột lọc. Gì nữa các em? Dạ, bánh hỏi. Bánh cuốn, bánh hỏi. Gì nữa? Bánh khò. Bánh khò. Cảm ơn các bạn. Các em thấy nó mất cái bài giảng rồi thầy. Làm sao em? Nó bị mất cái bài giảng rồi thầy. Bây giờ vô xe lại hả Đông? Dạ đúng rồi, thầy phải xe lại nó mới hiện lên lại. Bấm vô chỗ nào xe con? Cái nút xe xe green nãy chỉ thầy á. Nó nằm ở thì đâu? Cứ mở cái bài giảng lên. Ở trên lúc tại vì thầy đang vô cái khung là chắc nó nằm ở trên này. Nó không có nổi lên ông ơi. Thầy đưa con chuột di chuyển lên chỗ ở phía trên hoặc là phía dưới, thầy coi nó có hiện một cái thanh thanh công cụ ra không thầy? Thầy gọi Zalo cho em nha Đông. Dạ thầy gọi Zalo, điện thoại em đang ở trong Zoom với thầy gọi Zalo em không có nghe được. Sao em chỉ thầy được? Dạ dạ, vậy để mẹ em mau ra. Thầy nghe Đông ơi. Dạ, thầy quay. Thầy đưa vô cái màn hình Zoom á thầy. Cái đó là cái bài giảng của thầy à, thầy bật lại cái màn hình Zoom á. Màn hình nó nằm đâu con? Thầy tắt đi hả? Thầy để xa xa ra cái bài giảng để em nhìn cho thầy. Thầy kéo con chuột lên phía trên đi thầy. Để lên phía trên. Để coi nó có hiện cái thằng con cụ xuống. Không có hiện. Cái này thầy đang bấm bài giảng. Bây giờ thoát lại hết không? Thầy đừng có thoát Zoom nha thầy. Thầy tắt cái bài giảng thì mở lại giờ cho em coi thử. Thầy tắt luôn cái bài giảng. Rồi. Dạ, rồi thầy mở lại bài giảng. Rồi. Dạ rồi, thầy vô lại Zoom đi thầy, thầy hạ cái bài giảng xuống đi thầy. Thầy quay lại cái Zoom đó. Bấm hả con? Dạ thầy quay lại cái Zoom á, thầy bấm lại cái Zoom á. Cái này hả? Dạ cái Zoom, thầy hạ cái bài giảng xuống đi thầy, thầy hạ cái nút cho bài giảng. Đây phải không? Hạ xuống thầy, đừng tắt, hạ xuống thầy hạ nó xuống rồi. Thầy hạ cái bài giảng xuống thôi. Hạ xuống rồi phải không? Dạ dạ hạ xuống rồi, thầy đừng có tắt. Đó thầy vô lại cái Zoom ở đây, cái Zoom nhỏ nhỏ bên đó. Đen bên góc phải màn hình thầy. Dạ dạ. Thầy buông phóng bự ra. Phóng bự nữa ra, phóng bự nữa ra. Cái nút ngoài cùng bên phải. Dạ. Rồi, thầy thấy nút xe chưa thầy? Đó, thấy rồi, cái nút xe ok, thầy hiểu rồi. Dạ dạ dạ. Xong rồi thầy chọn lại bài giảng thầy tiếp. Được rồi phải không con? Dạ thầy. Thấy không các em? Dạ thấy ạ. Dạ thấy. Cảm ơn các bạn. Xin lỗi các em nha. Dạ không sao thầy. Dạ thầy ơi, Việt giúp em bạn anh Trọng được không ạ? Sao bạn? Việt bạn anh Trọng thầy. Vào
bộ lớp thầy. Bổ sung thêm danh sách lớp hả em? Dạ. Có thêm bạn anh Trọng nữa nha thầy. Rồi 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 ok. Thầy ơi. Có bạn nào đưa tay mở thầy. Thầy ơi, thầy phải share đúng cái bài giảng thì nó mới lên này. Còn thầy này là thầy đang share cái chỗ cái ổ file của thầy rồi, nó không có hiện cái bài giảng thầy ơi. Thầy chọn thầy share nhầm cái file rồi thầy. Thầy phải share cái bài giảng á. Thầy stop share đi thầy, cho thầy share lại cái bài giảng thầy lại. Rồi được cho em. Dạ rồi thầy. Rồi. Rồi tiếp tục các bạn nha. Thì cái món bánh bột Việt Nam đó các bạn, khi mà các bạn thưởng thức tiệc buffet đó, là các em thấy ở cái loại buffet nào, ở một vùng, một miền hay một thành phố hay một quốc gia nào trên thế giới, buffet sáng, trưa hay chiều đều có món biệt về món bánh bột truyền thống. Vậy thì đố các bạn, tại sao người ta phải đưa món bánh bột truyền thống vào cái live buffet? Mục đích để làm gì các bạn? Mục đích làm gì các em? Bạn nào trả lời giùm thầy. Để khách ăn no bụng, để giảm thiểu chi phí mấy cái món món chính đó thầy. Giỏi. Ngoài ra còn gì nữa không em? Dạ em không biết ạ. Rồi các bạn là bổ sung thêm không ạ? Dạ thầy ơi, với lại cũng không phải người Việt nào cũng ăn được mấy món Âu. Nghĩ là sao em? Thầy không hiểu. Dạ tức là không phải ý là có mấy món bột cho người Việt Nam ăn á thầy, tại vì không phải người Việt nào mình cũng ăn được mấy món như là cá hồi sống rồi á thầy. Rồi cảm ơn bạn. Còn ý kiến gì nữa không ạ? Cảm ơn các em. Về tại sao mà thầy hướng dẫn các bạn trong cái live buffet nào sáng, trưa hoặc tối đều có món Việt Nam, bánh bột truyền thống, xin lỗi, của từng quốc gia, từng vùng một miền. Mục đích làm gì? Để cho người ta giới thiệu về ẩm thực văn hóa của từng vùng, từng thành phố, từng quốc gia đó. Nha các bạn nha. Thứ hai là các em thấy bánh bột là hấp dẫn, nhất là các bạn nữ. Tại vì các em thấy là trong tiệc buffet, đối tượng khách là 60% là khách nữ. Cho nên các bạn nữ các em rất là thích ăn các loại bánh bột. Để có nước mắm, có đồ chua, có ớt xay để các em thưởng thức. Mục đích thứ hai để làm gì? Để người ta, khi mà các em ăn bánh bột đầu tiên, nó thuộc về nhóm khu vực khai vị mà, đúng không ạ? Cho nên các em sẽ thưởng thức đầu tiên, thì các em sẽ no. Thì các em sẽ giảm bớt những cái thức ăn khác, làm cho chi phí bữa tiệc nó giảm xuống. Vậy thì thầy khuyên các bạn, em mốt các em đi thưởng thức tiệc buffet. Mặc dù món bánh bột là món khai vị, nhưng mà các bạn nên thưởng thức sau cùng nha các em. Đừng khoan thưởng thức đầu tiên là mình sẽ no, không ăn thưởng thức các món lại nha các em nha. Rồi, bây giờ thầy trò mình sẽ qua nhóm thứ tư. Thứ tư là nhóm gì các bạn? Dạ, sushi. Sushi. Các bạn thưởng thức sushi chưa? Trong lớp có ai thưởng thức sushi không các em? Dạ rồi thầy. Em thấy sushi nó có vị gì đặc trưng của nó bạn? Vị gì đặc trưng các bạn?
sushi đó các em. Các em thấy mùi đặc trưng, cái vị đặc trưng của nó là rong biển và giấm, có vị chua. Chua là của giấm. Cho nên khi các bạn dùng thưởng thức làm sushi á, các em mua gạo Nhật, nó bán trong cốc mát các bạn rất là nhiều. Gạo Nhật thì nó khác gạo Việt mình, nó là hột nó trắng, bự, no tròn. Nhưng mà đặc biệt nó dẻo, giống như nếp của người Việt mình. Nhưng mà nó dẻo, nó không có dính, nó rời. Và khi hấp, hấp gạo lên xong, các em để nguội. Và các em sẽ trộn với là giấm, cũng giấm Nhật. Giấm Nhật nó khác giấm Việt mình là nó không... Nó làm bằng công nghệ, cho nên cái giấm nó phải giấm nuôi. Cho nên cái vị chua nó ít thôi các bạn. Thì các bạn trộn với lại cơm. Và trộn vừa phải, sau đó các em sẽ cuốn với lại cái rong biển. Ở giữa là các em để nhân gì cũng được, tùy các bạn. Nhân cá hồi, nhân tôm, nhân trứng, nhân rau củ luộc, tùy. Và nước sốt của nó là wasabi và nước tương Nhật nha các bạn nha. Vậy thì cái nhóm sushi này các em cũng cho thầy là 2 món nha các bạn nha. Rồi, nhóm tiếp theo là nhóm gì các bạn? Nhóm gì ạ? Dim sum này. Dim sum. Dim sum là món gì các bạn? Dạ, há cảo. Há cảo. Còn món gì nữa em? Bánh bao này. Bánh bao. Món gì nữa? Dạ, bánh xếp. Rồi. Dim sum là thuộc về nhóm điểm tâm của người Hoa. Cả 100 món các em, nhiều lắm. Thế mốt mà các em có cơ hội để các em làm những cái trong khách sạn 4 và 5 sao sẽ khách sạn người Hoa. Nếu mà các em phục vụ trong nhà hàng đó thì các em thấy về cái menu ở la cạc điểm tâm sáng người Hoa rất là nhiều, cả 100 món, như bánh bột, như là bánh bao, hoành thánh, há cảo, chân gà rút xương, bánh cuốn, rất rất là nhiều. Nhưng mà mỗi món người ta làm chút. Em ăn rất là tốn tiền. Một người khách mà một cover các bạn là ít nhất phải 300 ngàn trở lên nha các bạn nha. 300 ngàn cái ăn mới no được. Tại vì mỗi món chút với em. Nhưng mà người Hoa người ta, các em biết rồi, ăn rất là ngon. Rồi, về dim sum các bạn cho thầy 2 món, tùy các em. Nhóm thứ 6 là nhóm gì các bạn? Món ăn nhẹ. Món ăn nhẹ ví dụ như là món, các món về cuốn các bạn, như là gỏi cuốn, bò bí, hay là đậu hũ non sốt dầu hào. Em cho thầy 2 món nha các bạn nha. Nhóm thứ 7 là món gì các em? Nhóm gì? Dân ạ. Nhóm gì em? Món chiên nhập dầu. Ví dụ như món gì các bạn? Như món gì các em? Tôm chiên bột. Trứng chiên này. Tôm lăn bột. Trứng chiên. Chả giò. Trứng gì các bạn? Chả giò này. Chả giò. Ốp la này. Không. Chiên nhập dầu của em. Canh gà chiên, khoai tây chiên. Giỏi, đúng rồi. Và đặc biệt là các em thấy là người ta bây giờ người ta sử dụng trái sake chiên rất là nhiều. Trái sake các em thưởng thức rồi đúng không các bạn? Sake thì các em thấy là ở dưới người ta trồng rất là nhiều. Nó ăn rất là tốt, có chất xơ. Nó giống như khoai lang các bạn, rất là tốt cho cơ thể. Cho nên là các em thấy là người ta thưởng thức, người ta sử dụng sake, trái sake rất là nhiều. Rồi, về món chiên ngập dầu, các bạn cũng cho thầy là 2 món. Chiên ngập dầu các bạn, hồi nãy có một bạn nam nói là dùng trứng, không đúng nha các em. Trứng là các em chỉ dùng cho buffet sáng nha. Các em đừng có đưa món trứng vào về nhóm chiên ngập dầu nha các bạn nha. Vậy thì hỏi các bạn, khu vực thứ 2 này là khai vị,
gồm bao nhiêu nhóm và bao nhiêu món? Bạn nào trả lời giùm thầy? Dạ thầy là 7 nhóm 14 món. Quá giỏi. 7 nhóm 14 món. Vậy là mới có 2 khu vực mà các bạn đã có 22 món rồi. Quá đơn giản đúng không ạ? 22 món là thầy mới nói là còn ít đó các bạn nha. Để trong phạm vi học mình thầy chỉ cho các em ít 22 món. Còn khi mà các em làm trong nhà khách sạn là còn nhiều hơn nữa nha các em nha. Rồi, bài học hôm nay giờ đã 9 giờ, gần hết giờ các bạn. Vậy bài học hôm nay là thầy sẽ ngưng ở đây, nghe các em nha. Bây giờ trước khi ngưng, thì hỏi các bạn lại về buổi học hôm nay. Vậy thì bạn nào cho thầy biết là bạn cần ít nhất bao nhiêu khu vực để setup trong quầy buffet? Bạn cần ít nhất bao nhiêu khu vực để setup trên quầy buffet? Dạ 11. Dạ 11. Cảm ơn các bạn. 11 khu vực. Hôm nay là thầy trò mình mới học có 2 khu vực cho nên thầy không hỏi các em nữa. Nhưng mà mấy mốt khi mà các em thi thực hành thầy sẽ gửi tài liệu các bạn là trong đó có 7 câu hỏi vấn đáp. Thì có câu hỏi là bạn cần ít nhất bao nhiêu khu vực để setup trên buffet? Thì các bạn liệt kê ra 11 khu vực. Nhưng mà trong mỗi khu vực có bao nhiêu nhóm là các em cũng phải liệt kê cho thầy. Nha các bạn nha. Đó là câu hỏi thi vấn đáp khi mà các em thi lấy điểm định kỳ. Thầy sẽ gửi tài liệu các bạn sau buổi học hôm nay. Rồi. Vậy là hôm nay là bài học hôm nay là thầy trò mình chỉ mới có học được 2 khu vực. 2 khu vực. Nha các bạn nha. Buổi sau nữa, bài học tiếp theo, thầy sẽ hướng dẫn các em 9 khu vực còn lại. Còn tài liệu thì thầy sẽ gửi cho lớp trưởng sau khi kết thúc buổi học ngày hôm nay. Nha các bạn nha. Em có gì hỏi thầy nữa không ạ? Dạ không thầy. Dạ không thầy. 3 lớp trưởng 35, 36, 38 có mặt không các em? Dạ có. Có. Thì hồi nãy có lớp trưởng 35, còn lớp trưởng 36, 38. Em lấy được địa chỉ mail của thầy chưa? Dạ chưa. Rồi, thầy đọc lại nha. 2 lớp trưởng 36, 38 ghi giùm thầy. Thầy tên là Hồ Văn Tuấn. Số điện thoại di động của thầy là 0908. Dạ rồi ạ. 446. Dạ rồi ạ. 119. Dạ rồi ạ. Địa chỉ mail của thầy Văn Tuấn Viết Thường chấm du lịch Sài Gòn. Dạ rồi ạ. A Phòng. Cái gì ạ? A Phòng gmail.com. Được chưa em? Dạ rồi, được rồi ạ. Rồi bây giờ 3 lớp trưởng điện thoại cho thầy và các em kết bạn với thầy. Và các em sau khi kết bạn xong thì các em gửi mail của các em qua mail của máy của thầy để thầy gửi tài liệu các bạn. Nha em nha. Dạ. Còn các bạn còn lại mình nghỉ nha các bạn nha. Cảm ơn các em rất nhiều. Bữa sau thầy chồng gặp lại nha các bạn. Dạ. Thầy. Rồi, dạ cảm ơn thầy ạ. À. Thầy dùm à. Lớp trưởng 35. Em 15 gọi giùm thầy. Thầy ơi thầy cho em xin lại số điện thoại với thầy. 0908 446 119. Dạ rồi em cảm ơn thầy. Em gọi cho thầy đi.
Em gọi cho em. Khương, Khương lớp 35 này gọi cho thầy chưa kìa? Thầy ơi, thầy nhận được chưa ạ? Em lớp trưởng 36 ạ. Số điện thoại đuôi 386 á thầy. 386 lớp 30 mấy em? N36 thầy ơi. Rồi, cảm ơn em. 38 gọi giùm thầy ạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ, số đuôi 7971 là của 38. Rồi, hai bạn kết bạn giùm thầy. Có ai gọi số đuôi 540 không thầy? 540, không có. Dạ. Dạ, 7971 là của 38. Rồi, thầy kết bạn rồi. Em gọi kết bạn giùm thầy. Em kết bạn Zalo với thầy rồi đó, tên Khương đó. Tên Khương phải không? Em của báo 35 đúng không ạ? Dạ đúng rồi thầy. Rồi cảm ơn em. Rồi cảm ơn ba bạn, kết bạn giùm thầy nha, hai lớp trưởng 36 38. Dạ. Đông ơi Đông. Dạ dạ. Đông, thí dụ bây giờ thầy hiện giờ thầy đang để màn hình là tên của các bạn trong lớp. Giờ thầy muốn bấm cái chỗ nào để cho qua slide bài giảng lại con? Thầy hạ nó xuống, thầy hạ cái danh sách xuống đúng không? Dạ dạ dạ. Thì nó không có qua xe lại bài giảng, nó trở lại bài mình mới bấm lại hả dạ hả con? Trở lại bài nào thầy? Trở lại rồi, thấy đúng rồi. Rồi thầy hiểu rồi. Dạ dạ. Rồi rồi. Dạ vậy bây giờ mình kết thúc buổi hôm nay ở đây nha thầy. Chúc con cho thầy bài mới hả? Dạ đúng rồi, ca sau là nhóm mới thầy. Rồi rồi, bây giờ thầy cũng để máy, thầy mở máy như cũ là cho em phải không? Dạ thầy cứ để vậy, lát em sẽ cho đưa cho thầy cái đi với cái bát mới, thầy vô rồi thầy xe bài y chang vậy nãy là được. Bây giờ thầy phải thoát là hết phải không Đông? Dạ không cần, để em thoát cho thầy, em bấm một cái là thoát hết rồi thầy. Rồi cảm ơn con. Dạ dạ. Rồi cảm ơn các bạn buổi học hôm nay ha. Chào các bạn.